Malaysia nhập tịch cầu thủ, mạnh miệng tuyên bố đánh bại Việt Nam khiến cả Đông Nam Á cười no. Dù là một trong những nền bóng đá mạnh của khu vực Đông Nam Á, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, Malaysia mới chỉ một lần vô địch AFF Cup vào cuối năm 2010. Người Má hiện đang rất quyết tâm để có thể tái lập lại thành tích đó ở kỳ AFF Cup 2022. Để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục ngôi vương AFF Cup, Malaysia đang tích cực nhập tịch các cầu thủ trẻ tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. Sau khi làm hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Sergio và Lê Trức, mới đây Liên đoàn bóng đá nước này đã khẳng định họ sẽ tiếp tục nhập tịch hai cái tên nữa, đó chính là Paulo Jude và Romain Morales, có quốc tịch Nam Mỹ. Cả Paulo và Romain đều là những trụ cột của đương kim Á quân AFC Cup 2022. Kuala Lumpur City đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng này nâng cao chức cúp quốc gia Malaysia 2021, lọt vào trận chung kết AFC Cup 2022. Paulo có cầu thủ là gốc Brazil, khi thi đấu ở tiền vệ, đã gia nhập câu lạc bộ Kuala Lumpur City từ năm 2017. Trong khi đó, Romet hiện 25 tuổi, là người Colombia đến từ Malaysia. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra thì cả Paulo và Romet đều có thể hoàn thành thủ tục nhập tịch trước kỳ AFF Cup 2022 và khoác áo đội tuyển Malaysia thi đấu trong giải này. Ở kỳ AFF Cup 2022 sắp tới, đội tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam, Singapore, Lào, Myanmar. Đối thủ lớn nhất của họ chính là Việt Nam chúng ta. Sau khi bổ sung hàng loạt vị trí từ vị huấn luyện viên cho tới là những cầu thủ nhập tịch, Malaysia đang tỏ ra vô cùng tự tin và tuyên bố hạ bệ Việt Nam tại AFF Cup lần này. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá của Kuala Lumpur tự tin phát biểu rằng, với những tân binh họ mới nhập tịch, việc vô địch AFF Cup và đánh bại Việt Nam là chuyện không phải là khó. Chúng tôi đang hoàn tất nốt những khâu cuối cùng trong việc nhập quốc tịch thêm hai cầu thủ mới. Đây là hai cầu thủ đã có màn thể hiện xuất sắc trong thời gian vừa qua. Với sự phục vụ của họ, tôi tin đội tuyển Malaysia sẽ có sự bổ sung chất lượng hướng tới mục tiêu cao nhất tại kỳ AFF Cup 2022. Khi được hỏi về đội tuyển đánh giá mạnh nhất trong bảng đấu đội tuyển Việt Nam chúng ta, thì ông cho biết, Việt Nam là một đối thủ khó đánh bại nhất trong các bảng đấu và trong cả hành trình tới chức vô địch của đội. Song tôi tin rằng Malaysia sẽ có màn thể hiện tốt và đánh bại họ trong thời điểm quyết định. Một quãng thời gian không hề ngắn nữa sẽ diễn ra AFF Cup mà hiện tại Malaysia đã tuyên bố là đánh bại Việt Nam và lên ngôi vô địch. Điều đó đã khiến cho khán giả khu vực không khỏi bật cười. Sau bài phát biểu, có rất nhiều bình luận hài hước châm biến từ khán giả của Đông Nam Á đã được để lại. Một nickname là Basin từ Indo đã viết: "Thật buồn cười khi Malaysia nhập tịch cầu thủ đã tự tin như vậy. Việt Nam, Thái Lan, Indo sẽ khiến cho các bạn tỉnh táo." Người hâm mộ Lào đã viết: "Rồi Malaysia cũng lại như Indo thôi, cứ thể hiện truyền thống đi." Trong khi đó, một người hâm mộ đến từ Việt Nam thì nhắc lại: "Mới năm ngoái bị Việt Nam làm thịt nấu cao hổ vẫn chưa chữa à, lại gay nữa rồi." Người hâm mộ này đã nhắc lại trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup. Ở trận đấu này, Tiến Linh đã mở tỷ số cho Việt Nam ở phút thứ 27 bằng một pha đánh đầu đẹp mắt sau tình huống phạt góc. Cầu thủ nhập tịch là De Paula đã gỡ hòa 1-1 cho Malaysia trên chấm phạt đền khi mà trọng tài xác định Đoàn Văn Hậu phạm lỗi với cầu thủ nhập tịch này. Ghi xong trên bàn chấm penalty, Paula đã ăn mừng hết sức sung sướng. Tuy nhiên, người Malaysia thì cũng chỉ vênh váo được một chút vì đến phút thứ 83, tới lượt Việt Nam được hưởng phạt đền khi mà Văn Toàn bị cầu thủ Malaysia đốn ngã. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải đã lạnh lùng dứt điểm xe lưới của Malaysia, nâng chiến thắng 2-1 cho Việt Nam. Tất cả những diễn biến ở trên sân thì đều được cộng đồng mạng nhanh chóng thể hiện và chế tạo thành những hàng loạt hình ảnh hài hước. Và đến bây giờ có lẽ Malaysia vẫn còn thẹn khi mà nhắc lại câu chuyện này. Trên dưới Malaysia hơn một năm qua vì vậy mà cũng hiếm khi nhắc tới cái tên Việt Nam trong những lần phát biểu. Song có vẻ như đâu quá sung sướng vì nhập tịch được hai cầu thủ chất lượng. Lần này Malaysia lại quen thói cũ và có lẽ lại một lần nữa phải nhờ thầy Park dạy cho một bài học. Hiện tại dù có thêm sự phục vụ của những ngoại binh, song Malaysia vừa tự làm mình mất đi một lợi thế trong kỳ AFF Cup lần này, đó là số lượng khán giả đông đảo của mình. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia mới đây tiết lộ họ sẽ chọn một địa điểm khác để tổ chức trận đấu tại AFF Cup 2022. Tổng thư ký FAM là ông Rahman đã cho biết, nếu xét về mặt sức chứa thì thi đấu tại Bukit Jalil là tốt nhất. Nhưng nếu chúng tôi cũng phải tính tới là chất lượng mặt sân cỏ, độ an toàn nên có lẽ là sẽ muốn tìm một mặt sân khác. Theo ông Rahman tiết lộ, những sân vận động đang được xem xét đó chính là sân Chera, sân Multan Mizan hay là sân Hangchibat, sân Multan Ibrahim. Trong số này, sân Multan Ibrahim có thể có khả năng cao là được lựa chọn do là có kinh nghiệm tổ chức các giải đấu thuộc AFC Champions League trong mùa giải năm nay.
Đây là sân bóng của câu lạc bộ nổi tiếng nhất của Malaysia với sức chứa là 40.000 người. Chúng tôi sẽ chốt sân nhà cho đội tuyển Malaysia tại kỳ AFF Cup 2022 vào tuần sau. Malaysia sẽ có trận giao hữu vào ngày 9 và ngày 14 tháng 12. Theo truyền thông Malaysia, việc Liên đoàn bóng đá nước này không muốn đội tuyển của mình thi đấu trên sân vận động cũ là việc xuất phát từ một số vấn đề đã bắt đầu từ việc xuất hiện sân bóng khổng lồ ở trên mặt. Mặt sân và hệ thống chiếu sáng của Bukit Jalil đang ở mức độ thấp so với tiêu chuẩn của quốc tế. Việc không thi đấu trên sân này với sức ép khủng khiếp là một bất lợi cho Malaysia và các đối thủ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi tới Malay. Như vậy, chỉ gần 2 tháng nữa, AFF Cup 2022 sẽ khai mạc. Ngoài Malaysia, hai đội trong khu vực cũng sẽ đang sục dịch chuẩn bị lực lượng cho giải đấu quan trọng nhất. Trước thêm giải đấu, Thái Lan lại bị các chuyên gia đá ra khỏi ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Thay vào đó, chuyên gia tin rằng bộ ba sau mới là những người quyết định. Cụ thể, ba đội tuyển được cho mạnh nhất đó chính là Việt Nam, Malay và Indo. Huấn luyện viên Shin của Indo, huấn luyện viên Kipan Gon của Malaysia đều đang đi đúng hướng xây dựng tập thể chất lượng, trong khi đó thầy Park đã quá hiểu bóng đá Việt Nam. Những đối thủ còn lại trong khu vực là Myanmar, Singapore hay Philippines dường như chưa đủ thực lực để có thể tranh ngôi vương. Chính bởi vậy, không loại trừ kịch bản huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với hai người đồng hương sẽ đóng một vai trò quyết định cho chức vô địch AFF Cup 2022. Đội tuyển Thái Lan không nhận được nhiều niềm tin bởi chơi nhạt nhòa trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, họ không có sự phục vụ của Chanathip. Tiền vệ Chanathip muốn có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời là muốn nhường các cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân. Ngoài ra, tôi không thể cùng Kawasaki Frontale chuẩn bị cho mùa giải mới khi mà tham dự AFF Cup. Cơ thể của tôi trở nên là quá tải và không thể phục hồi thể trạng tốt nhất. Tôi muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi và làm mới bản thân. Anh đã chia sẻ, tiền vệ sinh năm 1993 nhấn mạnh, hiện tại đội tuyển vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ đang chờ đợi cơ hội thể hiện bản thân. Việc trao cơ hội cho họ là một điều cần thiết để đội tuyển có thêm nhiều lựa chọn. Tôi muốn thấy một thế hệ mới xuất hiện tại AFF Cup cũng như là các giải đấu tiếp theo. Bóng đá Thái Lan thì đang nỗ lực làm việc thuyết phục các câu lạc bộ Nhật Bản cũng như là ba cầu thủ, trong số đó có Chanathip trở về thi đấu. Tuy nhiên, tuyên bố của tiền vệ đang khoác áo của Kawasaki Frontale có lẽ sẽ khiến võ chiến trở nên thất vọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo hiện cũng đang đứng trước sức ép rất lớn bởi thành tích không tốt tại King Cup 2022 và thậm chí còn có thể mất ghế ngay trước giải đấu quan trọng này.